Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Quốc Thịnh đang đứng ở quốc lộ 80 cách thành phố Sa Đéc 3 km. Đây là dòng sông Sa Giang vào một buổi chiều, nhìn xa bên kia là thuộc xã An Hiệp, ấp An Thạnh, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Bây giờ Quốc Thịnh mời quý vị cùng xem dòng sông Sa Giang vào một cái buổi chiều. Các bạn, đây là sông Sa Giang gần tới Sa Đéc là nhà các bạn. Bên kia là thuộc ấp An Thạnh, ấp Tân Thạnh chứ. An Thạnh, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Ở Trà Lan đó. Chiều hoàng hôn trên dòng Sa Giang nha. Ghe đó, ghe chở gạch ống đó các bạn, gạch tàu, gạch ống rồi đó.